Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phạm Loan sẽ giới thiệu với các bạn món khô cá lóc chiên giấm đường. Xin giới thiệu những nguyên liệu mà chúng ta cần. Đây là những nguyên liệu này. Khô cá lóc mua từ chợ Trần. Khô cá lóc chúng ta sắt nhỏ ra. Đấy, sắt nhỏ ra thành từng miếng như thế này. Mình đã sắt nhỏ rồi. Tiếp theo đó là tỏi đập dập một miếng, đường, bột ngọt, hạt tiêu. Tiếp theo là giấm, vinegar, nước mắm, fish sauce, nước mắm hạng xịn đấy. Và dầu đây ăn. Đây là dầu ăn. Bây giờ mình đã làm nóng chảo này. Sẽ cho dầu ăn vào. Bắt đầu chiên vàng cá lóc. Sau đó khi mà cá lóc đã chín vàng đều thì chúng ta sẽ chế biến cái nước sốt giấm với đường. Khi mà dầu ăn đã vừa nóng thì chúng ta cho tỏi đập dập vào. Chúng ta không cần phải thái tỏi quá nhỏ. Chúng ta chỉ cần đập dập nó ra và cho vào để cho cái dầu ăn nó thơm thôi. Chúng ta cho lửa vừa để cá chín đều, chứ không phải là chỉ chín cái bề mặt nhưng bên trong vẫn sống. Cho lửa vừa. Cho cá vào nha. Các bạn đã ngửi thấy mùi thơm chưa? Thơm mình quá. Bắt đầu thấy ngửi rồi đấy, ngửi thấy mùi rồi đó. Món cá lóc khô chiên giấm đường là món ăn rất nổi tiếng của người Quảng Nam đấy. Đã chở luôn rồi hả? Cứ đều tay thôi. Cho đỡ cháy. Chứ không phải dán vàng một mặt xong rồi mới cũng lật. Cũng được. Ban đầu thì em cứ cho là đi. Trong lúc chờ đợi cá nó đẻ thế thì mình sẽ pha giấm đường, nước sốt giấm đường. Để lát nữa cá được mình sẽ đổ nó vào. Thế là xong. Rất là đơn giản. Món này chồng mình nấu rất là tuyệt vời. Hôm nào làm một video tiếp theo để anh nấu nha. Bây giờ đến phần giấm đường thì và bây giờ sẽ là phần giấm đường. Mình sẽ cho vào đây. Cái hãng này là hãng gì ta? Marukan. Đây Marukan. Là giấm mà tìm được ở bên Mỹ. Không biết ở Việt Nam có không. Nhưng mà giấm nào cũng được, nghĩa là giấm nào. Mình sẽ cho vào đây khoảng... Việt Nam chắc giấm ngon hơn ấy. 4 thìa giấm. Giấm dạng. Vì con cá này bản thân đã mặn rồi nên mình chỉ cần cho một thìa mắm thôi. Một thìa mắm như này.
đường, đường khoảng 2 thìa. Một ít tiêu xay, và khoảng 1 thìa hạt nêm, bột nêm hay là mì chính? Mì chính, hay gọi là bột nêm đúng không anh? Anh thì lại không nghĩ thế. Sau đấy mình sẽ cho một ít nước, mình sẽ đi lấy nước. Cá vàng nổ tinh tách, một ít nước vào. Thơm quá, cá thơm quá. Đây, bạn có thể hỗn hợp như thế này, trộn đều nó lên. Thơm quá, cá thơm quá. Thử xem nào. Rất là ngọt. Bây giờ mình sẽ lật cá. Cá vàng quá. Cá lóc bây giờ đã trở thành cá vàng. Đấy, cái tỏi mình đừng có đập dập quá, mình chỉ cần đập dập một phát. Đấy, bây giờ nó không bị cháy. Nếu mình thái nhỏ, sắt nhỏ nó bị cháy. Chỗ này nó thơm không? Đập mặt thứ hai. Các bạn nhớ để lửa không quá to, để lửa vừa, để đảm bảo là cá chín từ bên trong. Đảm bảo cá chín bên trong. Hy vọng là mình nói đủ to, mọi người có thể nghe thấy. Vàng đều rất là thơm. Đây chính là hỗn hợp giấm đường. Nữa mình sẽ dùng. Sau một thời gian đun thì chừng khoảng 10-15 phút thì cá đã bắt đầu chín vàng hai mặt. Bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp giấm đường vào. Và chúng ta vẫn để lửa vừa. Ở đây mình để lửa mức 4. Thì mình cứ để hỗn hợp này đun đến khi nào mà cái nước sốt của chúng ta nó sánh lại là được.
Lúc sau cá nó sẽ có màu vàng đượm rất là đẹp. Và đây chính là món cá lóc khô chiên giấm đường. Nhìn rất là ngon, rất là thơm. Và chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức. Tiếp sau đây thì là mình sẽ ăn thử món khô cá lóc chiên giấm đường của vợ mình. Rất là thơm. Delicious. Rất là ngon. Khi ăn vào chúng ta cảm thấy có vị ngọt và vị mùi thơm của cá. Rất là tuyệt vời. Bình thường thì nếu mà khi mà chúng ta đang đói, thậm chí không đói nhưng mà chúng ta ăn món này với cơm thì sẽ rất là tuyệt vời. Mình sẵn sàng hôm nay có thể ăn 5 bát cơm hôm nay vì món cá này. Tuyệt vời. Chúc các bạn luôn ăn ngon và ăn thật ngon. Xin cảm ơn.